Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 24 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Trước hết, ta hãy nói đến tin tức này ở Liên bang Nga. Nếu như bạn có thể dễ dàng thấy, cuộc thử nghiệm RS-28 Sarmat đã kết thúc một cách thất bại hoàn toàn. Tên lửa phát nổ trong giếng phóng, để lại một hố lớn và phá hủy địa điểm thử nghiệm. Sarmat là tên lửa nhiên liệu lỏng, vì vậy tai nạn này có thể xảy ra ngay cả khi mà triển khai thực tế. Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên và cuối cùng của Sarmat đã diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức là đã hơn 2 năm trước. Giờ đây khi mà những sự kiện này đã chính thức được công bố, thì đây là ít nhất là lần thử nghiệm thất bại thứ tư đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến đấu hạng nặng Sarmat. Nếu như bạn chưa biết thì từ trước đến nay, quân đội Nga đã thử nghiệm tên lửa Sarmat tính cả lần này đã là 5 lần, trong đó chỉ có duy nhất một lần thành công vào năm 2022 và 4 lần còn lại thì đều nhận thất bại hoàn toàn. Cùng xem những bức hình này cho thấy trước và sau khi mà quả tên lửa phát nổ ở khu vực thử nghiệm. Vậy câu hỏi của chúng ta bây giờ là tại sao người Nga lại tiến hành thử nghiệm loại tên lửa hạng siêu nặng vào lúc này? Trước hết thì đừng quên rằng cách đây vài hôm, quân đội Ukraine có thực hiện rất nhiều đợt tấn công nhắm vào thành phố Toropets nằm ở miền Tây của nước Nga. Nhiều kênh tin thì lại nói rằng người Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái, nhưng theo mình, chính xác đó phải là tên lửa hành trình được viện trợ từ phương Tây. Như bạn có thể quan sát được trong video, vụ nổ thực sự là rất khủng khiếp. Một vài kênh tin sau đó còn tiết lộ rằng số lượng vũ khí và khí tài mà quân đội Nga cất giấu ở kho đạn này là đủ để cho họ có thể chiến đấu ở toàn bộ các tiền tuyến từ 2 cho đến tận 3 tháng liên tục mà không cần nghỉ. Vậy nếu như điều này là đúng, thì đây thực sự là một tổn thất rất lớn cho quân đội Nga. Và Toropets không phải là nơi duy nhất bị tấn công. Chúng ta di chuyển xuống miền nam của nước Nga khi mà kho đạn ở Tikhorets cũng đã bị nhắm đến. Vụ nổ ở trong video này là cũng rất khủng khiếp, có thể nói là chẳng khác gì so với vụ nổ ở Toropets cả. Thực ra thì tổn thất thì có thể nói là lớn, nhưng chúng cũng không đến mức gọi là vấn đề đối với quân đội Nga. Đây là bức hình cho thấy số lượng các kho đạn dược trên toàn bộ lãnh thổ nước Nga, và như bạn có thể nhìn thấy, người Nga có đến hàng nghìn kho đạn tương tự và quân đội Ukraine mới chỉ phá hủy được 2 trong số chúng mà thôi. Ngoài ra thì họ cũng có cả nghìn giếng phóng để thử nghiệm tên lửa Sarmat. Vì thế, việc thử nghiệm thất bại cũng không phải là một thứ gì đó quá to tát đối với họ. Mà quan trọng ở đây phải là họ đã bắt đầu thử nghiệm loại hình tên lửa này một lần nữa. Bạn cần phải hiểu rằng Sarmat không chỉ là có thể mang đến mỗi đầu đạn hạt nhân. Mục tiêu chính của hệ thống này là phóng được các đầu đạn đi càng xa càng tốt, nhắm đến bất kỳ một vị trí nào trên toàn thế giới. Hiện nay thì bạn có thể tìm kiếm thử trên Internet rằng nhiều bên tiết lộ quân đội Nga còn đang chế tạo thêm một loại đầu đạn mới cho hệ thống này, và nó có tên là Avangard. Avangard thì không phải là đầu đạn hạt nhân, không có sức công phá từ 800 kiloton cho đến 2 megaton. Các kênh tin tức khác thì nói rằng hệ thống Avangard này có thể được phóng mà không cần đầu đạn ngòi nổ, tức là nó là tên lửa động năng và sức công phá của nó thì tương đương với 18 tấn TNT. Hãy cùng thử so sánh với tên lửa Kinzhan. Đầu đạn 500 km của loại tên lửa này có sức công phá khoảng 1 tấn TNT. Vậy thì một loại tên lửa siêu vượt âm như Avangard đã mạnh hơn Kinzhan đến 18 lần, thì hiện tại quân đội Nga cũng chưa cần phải động chạm gì đến đầu đạn hạt nhân cả. Mà theo mình, đây chính là câu trả lời, hay chính xác là những gì mà quân đội Nga đang dự định thực hiện trong trường hợp mà Ukraine được phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ của nước họ. Đầu đạn hạt nhân sẽ không được sử dụng, mà quân đội Nga chính xác sẽ chỉ sử dụng tên lửa Sarmat mang theo đầu đạn Avangard. Một loại đầu đạn động năng với mục tiêu là gây thiệt hại tối đa để cho phương Tây thấy được tiềm năng thật sự của Liên bang Nga. Bởi vì cứ cho là một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, thì điều đầu tiên bạn cần nghĩ đến không phải là bạn có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, mà phải là liệu tên lửa và bệ phóng của bạn có đủ khả năng để mang các đầu đạn này đi từ xa để tấn công vào lãnh thổ của đối phương hay không. Tổng kết lại thì giờ quân đội Nga đang bắt đầu thử nghiệm lại bệ phóng và tên lửa của họ. Đây là một điều rất quan trọng. Giờ thì chúng ta cùng đến với những diễn biến trên chiến trường, bắt đầu ở tiền tuyến Nam Donetsk. Quân đội Nga thì vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công của họ dựa theo một mapper thân của Nga. Trong 24 giờ qua thì người Nga đã thành công mở rộng thêm rất nhiều phạm vi kiểm soát ở khu vực phía tây của Vuhleda, và hiện ở phía này họ chỉ còn cách thị trấn chưa đến 4 km, một bước tiến vô cùng đáng kể. Đối với Vodiana thì chúng ta cũng có một vài tin tức cho biết
quân đội Nga đã dấn sâu hơn. Vậy thì nhìn từ khía cạnh này, sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra ở Vuleda, vì quân đội Nga đang có ý định bao vây thị trấn này từ hai phía để ép cho quân đội Ukraine buộc phải tự động rút lui về Boho Yavlenka. Dịch lên phía bắc đến khu vực Kurakhov, một vài kênh tin trong ngày hôm qua cho biết rằng quân đội Nga thành công mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát và dưới kết quả của một đợt tấn công chớp nhoáng, họ đã chiếm được nhà tù số 82. Hiện tại, chúng ta chưa biết chính xác người Nga đã làm điều này bằng cách nào, nhưng dù sao thì cũng không quá quan trọng. Họ đã xuyên thủng được phòng tuyến của quân đội Ukraine ở đây và tiếp tục tiến sát đến Kurakhov. Giờ thì mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ là giải quyết nốt Maximilianivka và rồi sau đó đánh vào Ostrysko. Đây là một mục tiêu rất quan trọng vì nếu như họ chiếm được khu định cư này và mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng lớn nữa, thì lúc đó cái nồi hầm ở ngay phía trên sẽ được kéo dài thêm một khoảng lớn và toàn bộ những khu định cư nằm xung quanh Kurakhivka ở đây cũng sẽ bị nhét vào bên trong. Một thảm họa thực sự cho quân đội Ukraine. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất nhiều video cho thấy quân đội Nga tổ chức các đợt dội hỏa lực của khu vực này. Nó giống như là để họ làm tiền đề trước khi phát động các đợt tấn công trực diện trên mặt đất vậy. Di chuyển đến Sedov, nếu như bạn còn nhớ cách đây một khoảng thời gian thì chúng ta cũng đã nhận được tin tức cho biết quân đội Ukraine phản công thành công và đã đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi thị trấn này. Tuy nhiên thì người Nga lại không bỏ cuộc và đến những ngày gần đây họ đã hoàn tất quá trình bổ sung lực lượng và đang liên tục tổ chức trở lại những đợt tấn công trực diện. Nhiều kênh tin cho biết dưới kết quả của những đợt tấn công này thì quân đội Nga đã chiếm thêm rất nhiều vùng lãnh thổ mới và trong đó phải kể đến họ đã thành công bao vây mỏ than và bãi đổ thải ở đây cùng với việc tiếp cận khu vực đông nam Selidov. Việc thị trấn này sụp đổ hiện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, có thể là trước tháng 11 hoặc sớm hơn nữa. Đối với khu vực Novorodivka thì chúng ta tiếp tục nhận được nhiều tin tức cho biết rằng quân đội Nga mở rộng phạm vi kiểm soát về phía Tây cũng như phía Bắc thị trấn. Ngoài ra một kênh tin thân Ukraine thậm chí còn cho biết quân đội Nga trong ngày hôm qua từ Rodivka đã phát động một đợt tấn công về phía Tây và thành công chiếm đóng toàn bộ hai khu định cư Mykolaivka và Krasnaya. Cần phải nhớ rằng trong ngày hôm qua có tin tức cho biết Krasnaya cũng đã bị người Nga kiểm soát. Di chuyển đến khu vực thành thị New York, trong ngày hôm nay chúng ta có một video rất quan trọng, đó là video này. Chất lượng rất rõ nét. Nó cho thấy một chiếc BMP chở theo quân binh người Nga tiến vào khu định cư Leonidivka. Dọc đường thì nó có bị máy bay không người lái tấn công, nhưng tuy nhiên không sao cả. Quân binh Nga được triển khai và họ bắt đầu công tác chiếm đóng toàn bộ thị trấn này, xác nhận rằng Leonidivka hiện tại đã bị người Nga kiểm soát. Đối với Torez, giao tranh đang diễn ra ác liệt ở khu vực trái tim của thị trấn hay là khu vực thành trì. Dù sao thì có lẽ cuộc chiến này cũng đã sắp đi đến hồi kết khi mà quân đội Nga đã chiếm được tới 70% khu vực này và họ chỉ cần phải giải quyết 30% còn lại mà thôi. Di chuyển đến Andriivka ở gần Chasivka, trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được nhiều video cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào các vị trí của quân đội Ukraine nằm dọc theo con kênh. Từ cách đây 3 đến 4 hôm thì chúng ta bắt đầu nhận được những thông tin cho biết quân đội Nga chiếm được toàn bộ vùng lãnh thổ này. Ý mình là khu vực cánh đồng nằm giữa con kênh, giữa Andriivka với cước đi Umivka. Hiện tại thì ta chưa có video để xác minh nhưng tuy nhiên mình cũng tin rằng tin tức này là đúng. Vì thế hãy cùng chờ đợi xem trong ngày mai ta có nhận được bằng chứng hay là xác nhận nào từ các kênh tin uy tín khác hay không. Di chuyển đến khu vực phía nam tiền tuyến Kupiansk, quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thành công đột phá hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine và kiểm soát hoàn toàn Nevesk. Ngoài ra nhiều mapper chủ yếu là thân của Nga trong ngày hôm qua còn cho biết rằng người Nga cũng đã chiếm được toàn bộ phần lãnh thổ nằm dọc theo dòng sông Zedebet, cũng như chiếm được thêm khu định cư Lyubimovka. Đến giờ thì ta vẫn chưa có video xác minh cho tin tức này, nhưng cứ cho là chúng là đúng thì quân đội Nga vẫn sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp và đảm bảo an toàn cho toàn bộ vùng lãnh thổ mà họ mới chiếm được, bởi vì họ chiếm được chúng một cách quá nhanh. Như bạn có thể thấy, đối với dòng sông Zedebet bây giờ thì có hai điểm mà người Nga đã vượt sông thành công. Một là ở phía tây Makivka và hai là ở phía tây Nevesk. Do đó mình nghĩ rằng trong thời gian tới thì họ sẽ cố gắng chiếm nốt vùng lãnh thổ nằm giữa hai điểm này để rút ngắn đi chiều dài tiền tuyến. Rồi sau đó là lên kế hoạch cho việc đánh tiếp vào những thị trấn nằm ở phía tây, ví dụ như Rykodov hay là Novom. Trên thực tế thì đây là một việc rất quan trọng vì trong trường hợp mà quân đội Nga thành công tiếp cận đường kẻ này chẳng hạn thì có thể họ sẽ với xa hơn với hỏa lực về phía tây, để cắt đứt đi khả năng hậu cần của quân đội Ukraine từ Kapi, Tolivka và Oskin đến khu vực này.
Lúc đó thì tiền tuyến Kupiansk không phải là bị chia ra làm 2 phần mà là 3 phần, với khu vực trung tâm đã bị bao vây hoàn toàn. Nhắc đến khu vực trung tâm, mapper thân Ukraine là Deep State Map xác nhận tình hình khó khăn như hiện tại. Sự di chuyển của lực lượng vũ trang Liên bang Nga vẫn tiếp tục theo hướng đường cao tốc là Borova-Kupiansk và Volozhsky-Kupiansk, tuyến đường hậu cần chính trong khu vực đó. Vào đầu cuộc chiến đóng Pishchani, quân Nga đầu tiên tấn công theo hướng Kolis-Nikivka, sau đó tiến về phía Bắc và tiến lên các cao điểm. Nhưng sau khi gặp phải sự kháng cự, họ bắt đầu tìm kiếm một hướng di chuyển khác và tìm thấy một điểm yếu ở vùng đất thấp, hướng về Kruliakivka, nơi mà họ đã có những thành công cuối cùng. Đây chính là Kruliakivka trên hệ thống bản đồ, đó là nơi mà quân đội Nga đang đánh đến. Thực ra thì mục tiêu chính của quân đội Nga là tiếp cận dòng sông Oskin để chia cắt hoàn toàn các vùng lãnh thổ ở đây, cho nên nếu như họ đánh vào khu định cư nào cũng được, miễn là họ tiếp cận được dòng sông. Nên dù có là Kruliakivka, Kolisnikivka hay là Hruskivka đi chăng nữa thì đều cũng là ổn. Phải nhắc lại một lần nữa là trong trường hợp quân đội Nga thành công tiếp cận dòng sông Oskin cùng với sự mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát của họ ở khu vực phía Nam, thì họ sẽ thành công chia tiền tuyến Kupiansk ra làm 3 phần, và phần phía Bắc, phần trung tâm và phần phía Nam. Lúc đó thì người Nga có khả năng giải quyết từng phần một cách dễ dàng. Phần trung tâm khả năng cao sẽ là bị giải quyết đầu tiên, tiếp đó là đến phía Bắc và rồi cuối cùng là phía Nam, với tâm điểm là Liman. Chiến dịch này có lẽ sẽ được kích hoạt vào cuối năm nay hoặc là đầu năm sau, rồi sau đó người Nga sẽ hướng về Slovyan một lần nữa. Di chuyển đến hướng Kursk, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ một video nào xác nhận cho việc quân đội Nga chiếm được Darino, Nikolaev, Davio và tiếp cận khu vực phía tây của Sverdlovsk. Tất nhiên thì mình cũng tin rằng những diễn biến này là đúng, nhưng dù sao thì có thêm video xác minh thì vẫn hơn. Chúng ta chỉ có duy nhất một video ở khu vực phía tây bắc của Lyubimovka cho thấy quân đội Nga thực hiện một đợt tấn công nhắm vào khu rừng. Trong video thì họ đã tiếp cận được khu rừng và triển khai lính xung kích, nhưng tuy nhiên chúng ta lại không biết chính xác tình trạng hiện tại của khu rừng này là do bên nào kiểm soát. Chỉ biết rằng các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở đây, và đây cũng chính là tâm điểm của cuộc chiến vào giai đoạn hiện tại. Vì quân đội Ukraine sẽ không tiếc tài nguyên và tìm mọi cách để giữ chân kẻ địch của họ ở đây. Còn nếu như họ thất bại và để quân Nga vượt qua được khu vực này, thì nguy cơ về cái nồi hầm ở khu vực phía Bắc sẽ gia tăng một cách chóng mặt. Đừng quên rằng trong ngày 25 và ngày 26, chúng ta sẽ có cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Zelensky. Do đó mình nghĩ đến những diễn biến trong những ngày tiếp theo sẽ được đẩy mạnh đến đỉnh điểm, vì nó mang tính chất quyết định cho cả Nga lẫn Ukraine. Đối với Martynovka thì trong ngày hôm nay, khu định cư này vẫn tiếp tục bị dội hỏa lực ác liệt. Quân đội Nga thì đã bắt đầu thực hiện các hoạt động này từ đầu tháng và họ cũng đã đưa lên rất nhiều video. Dựa vào vị trí của các vụ nổ thì hệ thống bản đồ cần phải thay đổi, vì chúng xác nhận quân đội Ukraine đã mở rộng được một chút phạm vi kiểm soát. Nói qua về khu vực Gluskovo, quân đội Ukraine đã thất bại hoàn toàn ở đây. Điều duy nhất mà họ có thể làm được là đưa lực lượng máy bay không người lái của họ ra sát tiền tuyến. Và trong ngày hôm qua, chúng ta có vài video cho thấy Gluskovo đã bị tấn công. Ngoài ra thì còn có thêm một video nữa cho thấy một chiếc thiết giáp của quân đội Nga đang di chuyển về phía Veseloy thì cũng đã bị máy bay không người lái của quân đội Ukraine mai phục và phá hủy. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.